Chào bà con cô bác nha, hôm nay ngày 18 tháng 1 nha. Cây Redmi Note 4 nha. Cây này RAM 3 bộ nhớ 64GB nha. RAM 3 mà bộ nhớ tới 64GB nha. Đó, màn hình là nó ám nha, nhưng mà rất là đẹp luôn. Vào cấu hình nhìn rất là đẹp nha. Cây Redmi Note 4 nha. Đó, nắp rất là đẹp luôn. Chưa có đậy vô này. Đó. Chưa có bỏ sim vô luôn. Cây này bán 700.000 nha. Hôm nay bán 600.000 nữa nha. Bán 600.000 cây Redmi Note 4. Cây Samsung S5. Samsung S5 nha, cây này phiên bản Android là 4.4 nha. 4.4.2. Bán giá nghe gọi. Cây này nó bị lết đây nè. Android nó thấp quá cho nên là mình cũng lười đi ép luôn nhé. Đi ép thì hết có hơn 100.000 thôi. Rồi để bày bán luôn nha. Mới lại cái lúc này của nó bị mất. Cái lúc này của nó bị mất nhưng mà vẫn bấm được nhé. Cây này bán 200.000 nữa nha. 200.000 cây Samsung S5 nha. Cây Samsung Z7 2016 nhé. Cây này RAM 2 bộ nhớ 16GB, Android thì 8.1 nha. Phiên bản Android mấy dòng Samsung Z7 2016 này Android nó cũng rất là cao nha, 8.1 luôn. Cây này bán 600.000 nhé. 600.000 cây Z7 2016, RAM 2 bộ nhớ 16GB. Cây Samsung Z5 Prime nha. Samsung Z5 Prime. Cây này vỏ xấu nha. Vỏ xấu bán 450 nha. Samsung Z5 Prime. Màn hình là đẹp nha. Màn hình thì rất là đẹp luôn. Cây này bán 450 nha. RAM 2 bộ nhớ 16GB. Z5 Prime. Oppo leo qua Oppo F1S nha. Oppo F1S, cây này vỏ xấu thì bán giá 600.000 nha. Còn vỏ đẹp thì nói chung đẹp thì cũng đẹp hơn nha. Chứ không phải là đẹp như mới nha, không thay mới. Cây này đó, vỏ là đẹp như vậy luôn nha. Là giá 700, còn để vậy thì bán giá 600 nha. Đó, màn hình cũng rất đẹp luôn, mà cây này đang bị mật khẩu nên mình cũng chưa chạy, thì đăng cây này lên thì màn hình cũng đẹp luôn nha. Cây này để vậy bán 600, còn thay vỏ này qua thì bán, hoặc là cây này chạy lên bán 700. RAM 3 nha, bộ nhớ 32GB, Android còn trên 6 chấm, xài Bluetooth ok nha. Còn Meizu cây này bán 500.000. Meizu M6. Meizu M6 nha, RAM 2 bộ nhớ 16GB. Cây này kiểu dáng nó cũng rất là đẹp luôn. Thậm chí cái lúc này nó cũng khác với người ta luôn, xài có một lúc một thôi. Nhưng mà nó cảm ứng rồi bấm luôn. Cây này bán 500.000 nha, Meizu. Còn Philips nha, Philips tên của nó như 327 hay gì đó. Philips 327. Còn đời máy của nó là Philips nha, Android còn 7 chấm nha. Android là 7 chấm luôn nha. Cây này chưa có gì xét nha. Đó, tên của nó S327 nha, RAM 2 bộ nhớ 16GB. Cây này thì bán 400.000 nha. 400.000 cây Philips. Thôi hạ luôn nha, hạ cho bà con dễ mua luôn.
vì mặt kính nó hơi xấu rồi, bán 300 ngàn luôn. Cây Redmi 6A, cây này thì RAM 3, bộ nhớ 32GB. Tên máy là Redmi 6A, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Nó tuy là nó nhỏ gọn nhưng mà là cấu hình của nó mạnh nhé. RAM 3. Cây này bán 700 ngàn nhé, 700 ngàn. Máy còn khá đẹp nhé. Samsung Note 4 nhé, Samsung Note 4, cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB nha. Còn tên máy là Samsung Note 4. Đó, màn hình thì rất đẹp nha. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này bán 600 ngàn nhé, 600 ngàn cây Samsung Note 4. Cây Samsung J410F nha. Samsung J410F. Cây này đã bán 600 ngàn nha. Mở máy sao trời. Cây này bán 600 ngàn nha, là giá vỏ xấu chứ, còn vỏ đẹp thì giá 700 ngàn. Đó, cấu hình người ta mình chưa coi gì xét cho nên là nó người ta bấm nó tùm lum tự lưa hết. Có nhiều cái gì xét rồi rất dễ bấm nhưng mà có nhiều cái người ta bấm ra theo cái cấu hình của người ta rất là khó. Cây Vivo 1610, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Còn tên máy của nó là 1610. Bán 500 ngàn nhé. Tên máy là 1610, bán 500 ngàn. Cây Vivo 1610, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Còn cây Intel này thì bị lỗi, lỗi ngay góc này, trở về này nhé. Còn bấm ở giữa là vẫn còn vô tư nha. Đó. Bấm ở giữa trả về vẫn còn vô tư. Còn không thì tải ba lúc ảo về sai. Tải ba lúc hôm ảo này thì nó thay cái lúc này luôn. Cây này bán 200 ngàn nha. Cây Vivo Vico chứ mày là Vivo nha. Cây Vico bán 200 ngàn. Android cũng 7 chấm luôn. Cây cây Huawei nha, Huawei i7 Pro 2019 nha. Huawei i7 Pro 2019. Cây này thì bán 800 ngàn nha. Tên máy là Huawei i7 Pro 2019. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này là còn đẹp nha. Nó vỏ còn rất đẹp luôn, bán 800 ngàn. Còn cây vỏ xấu này thì bớt được 100 ngàn. Đó, màn hình thì cây nào cũng đẹp nhé. Còn cây này thì vỏ hơi xấu, bán 700 ngàn. Mua cây này thì bớt được 100 ngàn. Cây Oppo Leo 9 nhé, hay gọi Oppo A37. Cây này thì RAM 2, bộ nhớ 16GB. Android thì có 5.1 nhé. Android có 5.1 thôi nhé. Đó, Android 5.1 đó. Cây này bán 300 ngàn nhé. 300 ngàn cây Oppo Leo 9 nhé. Samsung Z2 Prime nhé. Samsung Z2 Prime. Cây này hết pin rồi. Đó, Samsung Z2 Prime thì mình có hai màu nha, màu vàng và màu hồng. Đó, cây này màu hồng, cây này màu vàng, cây nào màn hình cũng đẹp nha, nhưng mà có cái là vỏ xấu thôi. Nó vỏ xấu nha, bán 250 cây nha. Samsung Z2 Prime, những dòng Z2 Prime là Android còn 6 chấm là tải Bluetooth ok nha. Đó, là ai muốn chốt màu vàng thì hoặc là chốt màu hồng thì báo nha. Cây iPhone 6 nha, iPhone 6 thường nha. Hiện giờ nó bị nhưng mà ánh mặt trời nha.
bị nguyên một cái đốm hố đen. Đó, cây này để vậy thì bán 500 thôi nha. Còn mình thay thay màn hình của mình vô là bán 700 ngàn nha. Cây iPhone 6 thường bán đẹp và màn hình đẹp thì giá 700, màn hình như vậy thì giá 500. Còn cây iPhone 5S, S5 thường luôn, cây iPhone 5 thường, cây này màn hình thì bị lít nha. Đó, mắt kính nó bị lít nha. Còn ai không mua thì mai mình đi ép kính. Còn để vậy thì bán có 300 ngàn thôi, 300 ngàn, còn ép kính vô thì giá 500 ngàn. Ép kính thì mình bán 500 ngàn, tại công đi ép nữa. Ép kính thì cũng hết hơn 100 ngàn tiền công xăng cộ mình đi ép nữa. Cây này bán chưa cháy luôn nha. Cây tên máy của nó cái gì, Titan Q7 kìa. Đời máy của nó là Q7 nha, còn tên máy của nó là Titan Q7. Đó, bán là chưa cháy luôn. Vì lúc ship đi nó bị liệt ngay cái khúc bên này rồi. Đó, nó bị liệt ngay cái khúc này. Ai muốn coi thì mình coi ngang coi ngửa nha. Đó, mua cây này thì chuyển khoản hết giùm mình nha. Cây này bán 100 ngàn đấy nha. Cây Q7 nha, bán 100 ngàn. Đấy, máy có 100 ngàn cũng xài được, cũng nghe gọi ok luôn. Cái đây cũng là cây G7 2016. Cây Oppo F5 nha, Oppo F5. Cây này RAM 4, bộ nhớ 32GB. Đó, nó xấu đây nha. Rồi cái này bị tài khoản, mai mình đi mình chạy reset vô bị dính tài khoản rồi. Mai mình chạy vô cái này RAM 4, bộ nhớ 32GB. Đó, mặt sau là bị lít nha. Cái này bán 700 ngàn nha. 700 ngàn cây Oppo Oppo leo FF5 nha. Oppo F5 cây nó máy mà bao rớt luôn, rớt là rạch luôn. Cây Samsung Note 4 nha. Cây này màn hình ám nha. Nó màn hình ám đây. Còn vỏ thì mình cạo ra thì nó cũng đều đẹp luôn nha. Còn nắp sau thì ok rồi. Cây này thì bán 500 ngàn nha. Samsung Note 4 cây này 500. RAM 3, bộ nhớ 32GB. A7 2017 nha. A7 2017, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này thì màn hình ám. Đó, màn hình ám cũng rất nặng nha. Cây này màn hình đẹp bán cũng 900 triệu. Nhưng mà bây giờ màn hình ám thì bán có 600 ngàn nha. Bán 600 ngàn. Còn nắp của nó thì bị hơi bị lít đây chút xíu nha. Còn ra mua nắp thì có 40-50 ngàn thôi. Chỉ có ở đây báo vừa giá máy rồi vừa giá đi mua về sửa luôn. Cây Oppo R15 nha. Oppo R15, cây này RAM 6, bộ nhớ là 128GB. Cây này là 128GB. Tên máy là Oppo R15. Nắp sau thì Blitz nha. Để vậy thì bán giá là 1,4 triệu nha. Còn thay nắp vô thì mình báo giá khác. Thay nắp vô là bán 1,7 triệu nha. Vì cái nắp của nó cũng 200 ngàn rồi. Cái nắp R15 đó là cũng rất là mắc nha. 100 mấy đó. Cây Oppo ấy, cây Samsung A7 2018, Samsung A7 2018, cây này RAM 4, bộ nhớ là 128GB. RAM thì có 4GB nhưng mà bộ nhớ là tới 128GB luôn nha. Còn tên máy là A7 2018, vỏ thì rất là đẹp nha. Cây này bán 1,3 triệu nha. Cây Intel nha. Intel
đời máy của nó là Intel nha, màn hình thì nhìn coi nói chung mình coi là rất là đẹp luôn, chữa cháy coi rất là đẹp luôn, nhưng mà nó bị mất thẩm mỹ ở cái đốm sọc ngang này nha. Thì chả biết nhà sản xuất là sản xuất ra nguyên cái rề trắng ngay bên hông này. Đó, cái này RAM 3 nha, bộ nhớ 32 GB, tên máy là Intel nha. Nó tên máy là Intel RAM 3 bộ nhớ 32 GB, màn hình nó 6 inch dưới luôn, màn hình nó cũng rất là to luôn. Lâu lâu với có cây nó báo thông tin pin, chứ còn mình ít khi nào coi thông tin ba cái pin bọng. Còn tên máy của nó là Vision 1 Pro nhé, bán 600 ngàn, màn hình rất là đẹp luôn, vỏ thì cũng nhìn cũng tương đối khá luôn. Samsung Z Mi Note 5 nha, Z Mi Note 5, cái này RAM 3 bộ nhớ 64 GB. Còn tên máy là Z Mi Note 5. Cây này bán 800 ngàn nhé, 800 ngàn cây Z Mi Note 5 này nhé. Cái này RAM không biết là RAM 4 hay RAM 3 nha, vì nó dấu ký quá mình cũng chưa có biết được. Có khả năng là RAM 4 nhưng mà bộ nhớ này 64 GB. Nó bộ nhớ 64 GB nha. Cái này bán 800 ngàn nha. 800 ngàn là giá vỏ 6 nha. Ship tới bất công bảo vỏ 6 này kia nha, mình cũng thông báo hết rồi nha. Còn ai mua cây nào ấy, thì mình giá tiền thì mình mua cây đó nha, chứ đừng có đọc đọc bâng khuôn như chốt cây 500, 300 hay cây Samsung hay gì đó thì nó rất là phức tạp nha. Vì mình chốt bên mình có đọc tên từng tên máy một đó, thì mình mua cây nào thì mình cứ điện tới nói tên cây đó. Như cây này thì kêu VMAX ROI 2 cộng, VMAX ROI 2 cộng, mặt kính thì chày nhé, mặt kính chày nhưng mà màn hình coi còn rất là đẹp nhé. Cây này màn hình rất là đẹp luôn, màn hình rất là sáng. VMAX ROI 2 cộng nha, bán 6 bán 700 ngàn nha, 700 ngàn cây này nhé. Còn Samsung Z7 Pro nha, Samsung Z7 Pro RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Samsung Z7 Pro RAM 3 bộ nhớ 32 GB, cây này bán 800 ngàn. 800 ngàn cây Z7 Pro. Màn hình là rất là đẹp luôn. Còn Samsung Z7 LED, Samsung Z7 LED, cây này hay gọi là Z7 cộng, RAM 4 bộ nhớ 32 GB. Đó, mặt sau thì nhìn rất đẹp nha, nhưng mà mấy góc này của nó bị hơi bị chày. Nếu máy cũ thì đôi khi nó chày theo năm tháng đó. Thì mình vô mua máy cũ thì cũng biết rồi, chứ còn thay vỏ mới vô thì mấy hồi, nhưng mà thay vỏ mới vô thì chưa chắc thì bên trong nó ngon. Là mình bán thì quan trọng cái bên trong, đừng có sửa chữa thôi. Còn chỗ khác người ta thay vỏ thì mình không có biết nha. Còn bên mình cứ bán máy cũ thì để bày bán luôn. Cây này thì bán 900 ngàn, cây Samsung Z7 cộng. Vì mà máy móc điện thoại thì không có ai biết trước thì chuyện gì đồ điện tử. Nó vùng sâu vùng xa thì chưa nói thì người ta cũng biết là đồ điện tử. Cây HTC Ultra nha, cây này RAM 4 bộ nhớ là 64 GB nha. Cái này bán 1 triệu nha, 1 triệu. Còn VMAX ROI 3, cây kia là ROI 2 cộng, còn cây này là VMAX ROI 3 nha.
VMAX Roy 3, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán 800 ngàn nhé, 800 ngàn. Cây VMAX Roy 3, màn hình cũng rất là bự luôn. Màn hình thì rất là bự luôn, Android 10 chấm luôn. Vòng dòng VMAX người ta làm thiết kế rất là hoành tráng lắm. Cây này hôm trước ổ sạc của nó bị ấy, mình đã thay, mua cụm sạc khác mình thay rồi nhé. Sạc vô tư nhé. Cây này bán 700 ngàn thôi nha. Bán 700 ngàn cây VMAX Roy 3. Bán giao lưu luôn. Còn Samsung Tab 4 nha, Samsung Tab 4 Android 11 chấm nha. Android 11 chấm. Cây này đúng ra là có xài sim nhưng mà mình phải hạ phiên bản xuống thì mình mới xài được sim, vì xài sim là phiên lân phiên bản 11 chấm là không có xài được sim. Phiên bản 11 chấm máy tính bảng là không có cho xài sim nha. Thì mình bán tạm thời bán là bán giá nhưng không xài sim, về xài wifi thôi. Cây này bán 700 ngàn nhé, 700 ngàn. Mai mình hạ xuống có xài sim bán giá khác. Cây Huawei nha, cây Huawei RAM 2 bộ nhớ 32GB nha. Ê, bộ nhớ 16GB nha, RAM 2 bộ nhớ 16GB, còn tên máy của nó là Huawei T310. Tên máy của nó là T310 nha, Android 7 chấm. RAM 2 bộ nhớ 16GB, bị xấu ở ngay đây nha. Mới lại bị lỗi máy ảnh, chụp hình không có được nha. Cây này thì bán 600 ngàn nha, 600 ngàn cây Huawei T310. Cây iPad 2 nha, iPad 2. iPad 2 cây này bán 600 ngàn nha, 600 ngàn cây iPad 2 nha. Vỏ thì đôi khi chưa có đánh bát nha, thì để thì hơi chảy chụa, hơi xấu. Cây này ổ sim cũng chưa gắn luôn, vì mình cũng không có ổ sim. Để mai mình kiếm ổ sim mình gắn vô chứ. Cây này bán 600 ngàn nha, 600 ngàn cây iPad 2. Cây Tab 10 Wi-Fi nha, Tab 10 Wi-Fi. Có nhiều cái máy tên đọc rất là ngượng ngạo nhưng mà vẫn phải đọc ra thôi. Tự nhiên là Tab 10 Wi-Fi, máy mà không xài Wi-Fi được thì xài cái gì. Đó, Tab 10 Wi-Fi nha. Cây này Android 11 chấm nha, phiên bản Android 11 chấm. Vì phiên bản gốc của nó là hàng đời mới, nó ra phiên bản rất là cao nha. Cây này bán 1 triệu nha, 1 triệu. Cây Tab E nha, Tab E Android 6 chấm. Cây này tải Bluetooth đỏ ok. Cây nào mình báo tải Bluetooth đỏ được thì là tải được nha. Cây này thì bán 600 ngàn, Samsung Tab E. Còn cây này thì tải Bluetooth màu xanh. Đó, mình đã báo là tải Bluetooth màu xanh thì đừng có đè màu đỏ ra tải nhé. Đó, YouTube màu xanh này này. Mình đã tải sẵn rồi nè, về bấm vô này là xài YouTube không quảng cáo. Cây này thì bán 500 ngàn thôi. Còn Samsung Tab 4, Samsung Tab 4 cây này thì màn hình rất là xấu nha. Màn hình xấu, bán 500 ngàn cây Samsung Tab 4. Vỏ thì nhìn cũng cây nào cũng như cây đó, nó tương đối thôi. Cây S11. Còn tên máy của nó không biết tên gì nhưng mà đời máy của nó là S11 nha. Cây này thì bán 900 ngàn nha. Android là 12 chấm. Android là 12 chấm. Tên máy là, số kiểu máy là S11. Đó, đằng sau của nó 3 mắt. Cây này bán 900 ngàn nha, Android 9 chấm.
Tên này cũng là cây của hàng công ty nhưng mà nó bên nước ngoài mình không biết. Còn tên máy của nó thì chắc bà con đặt mấy cái tên máy này chắc thì chắc nó cũng ra đấy. Mình cũng chưa có dặn để đánh mấy cái tên máy M10 nha. Đó, tên đời máy của nó là M10. Cây này Android thì Android của nó như 9 chấm nha, cây Android 9 chấm, RAM 2 bộ nhớ 16 GB. Cây này thì bán 700.000, 700.000 tên máy đây nha. Còn mình đánh vô M10. Cây này ai không mua chắc mình đi chạy luôn quá. Cây Huawei Lite 8 Lite, cây Huawei 8 Lite cây này mạnh lắm, RAM 3 bộ nhớ 32 GB. Đó, nhưng mà màn hình nó xấu nha. Nó để vậy nó xấu vậy mình bán 500 ngàn nha. 500 ngàn chưa là bà con mua về là tự đi chạy tài khoản nha. Chạy tài khoản cũng không hết bao nhiêu. Nhưng mà mình để vậy mình bán luôn. Thì màn hình nó xấu bán 500 ngàn thôi. Còn mình chạy vô mình bán cũng 700 ngàn rồi. Còn để vậy thì bán 500 ngàn. Rồi như thường là ai mua thì chẳng mấy người xấu bơm hàng thì bà con cứ chịu khó ra ngoài mua cái cạc Viettel 50.000 hoặc là mình mua xong mình để đó. Lúc nào mình cần chốt máy thì mình bấm qua thôi, chụp hình gửi qua thôi. Còn ai chuyển khoảng 100.000 bao ship. Ai chốt hai cây một lần cũng bao ship luôn. Thời gian chốt hàng 3 4 ngày chưa có máy hoặc là shipper nó giao tới máy có vấn đề trục trặc gì đó thì báo lại mình hỗ trợ ship cái khác, tiền cọc mình vẫn trừ ra cho bà con. Rồi chào bà con cô bác nha.